trong thời gian rất rất gần thôi. Và trong hợp này có những quyền lợi gì, có những điểm gì ưu việt, chúng ta hãy cùng lắng nghe phần trình bày của anh Lùng Tài Ba, Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh Ngành Đại lý Miền Bắc. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón thủ lĩnh của chúng ta, anh Lùng Tài Ba. Xin chào anh chị. Rất là vui của mình khi tôi may được đứng trên sân khấu và một phần hết sức đặc biệt của sự triển khai và chia sẻ với anh chị. Tuy nhiên, một lần nữa thay mặt cho bộ phận phát triển của Miền Bắc, một tràng pháo tay để chào mừng, chào đón các vị khách quý, ban đại công ty và toàn thể chúng ta có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa các anh chị, ngày hôm nay đứng trên sân khấu này đã là lần thứ 3 được tham dự chương trình Asian City Cup. Và về với Generali, có lẽ một phần mà ai cũng mong muốn được chia sẻ, ai cũng mong muốn được trình bày, đó là phần chia sẻ về sản phẩm. Tại sao như vậy? Bởi vì thưa các anh chị, Generali luôn luôn là một công ty có những sản phẩm ưu việt nhất trên thị trường. Generali luôn luôn là một công ty có những sản phẩm rất đầu trên thị trường. Và đó là điều không phải suy nghĩ, không phải nói nhiều, và đó là điều thực sự với nhân viên, đó là chuyện nhỏ. Một tràng pháo tay chúc mừng tất cả các anh chị. Sáng ngày hôm nay thì tôi cũng có cơ hội được nói chuyện, được chia sẻ với một số những anh chị tư vấn viên. Các anh chị có nói rằng là một trong những lý do hết sức quan trọng để các anh chị về đầu quân, các anh chị về với Generali, đó chính là yếu tố sản phẩm. Vậy tôi có hỏi anh tư vấn nói rằng, vậy thì theo anh, sản phẩm của Generali anh có cảm nhận như thế nào? Thì anh tư vấn viên nói tôi rằng là sản phẩm của Generali nó đúng lại là có hai từ ạ, sướng nhưng lại hơi mệt. Mình bảo ô thế sao sản phẩm của ra nhưng lại sướng lại mệt, anh có thể chia sẻ rõ hơn được không ạ? Thì anh tư vấn viên này nói tôi rằng là hiển nhiên rồi, sản phẩm của Generali thì giúp cho tư vấn viên nói sướng mồm và khách hàng nghe thì rất là sướng tai và lại phải mỏi tay để ký hợp đồng nên hơi mệt. Chúc mừng anh chị. Và thưa anh chị, tất nhiên không hổ danh là một công ty có những sản phẩm tuyệt vời trên thị trường, và vì vậy cho nên ngày hôm nay như anh Dũng có vừa chia sẻ, tiếp tục sẽ là một siêu phẩm được đưa ra trên thị trường. Và thưa anh chị, siêu phẩm này mang tên đó chính là Vita Sống Lạc Quan. Một tràng pháo tay nữa anh chị. Thưa các anh chị, là với những sản phẩm trước của Generali đứng trên sân khấu rất tự tin, bởi vì sản phẩm trước đây là sản phẩm Vita Sống Tự Tin. Và ngày hôm nay đứng trên sân khấu, thực sự tôi, tất cả các anh chị đều cảm thấy cực kỳ lạc quan, bởi vì sản phẩm chúng ta đó là Vita Sống Lạc Quan. Thưa các anh chị, sản phẩm Vita Sống Lạc Quan sẽ gửi đến các anh chị những thông điệp về sản phẩm và quyền lợi hết sức cơ bản như sau. Thứ nhất, đây là một sản phẩm giúp bảo vệ khách hàng một cách toàn diện. Và khi khách hàng và gia đình được bảo vệ cách toàn diện thì chắc chắn sẽ lạc quan và vui sống. Cái thông điệp quyền lợi thứ hai xin được chia sẻ với các anh chị, đó chính là một sản phẩm giúp khách hàng linh hoạt việc lập kế hoạch hoạch định tài chính trong tương lai. Và khi chúng ta có thể linh hoạt trong việc hoạch định tài chính thì sẽ giúp cho chúng ta có được cái hết sức tự tin khi làm chủ tương lai. Và trong thời buổi hiện nay, một sản phẩm khi đưa ra thị trường, yếu tố hết sức quan trọng đó là khách hàng hết sức quan tâm đến, đó chính là một sản phẩm giúp khách hàng có thể đầu tư một cách hiệu quả. Và khi mà gia đình khách hàng được đầu tư hiệu quả, hiển nhiên sẽ giúp khách hàng có một tương lai vững chắc. Vậy ba thông điệp chính của sản phẩm này muốn gửi đến các anh chị. Số 1, đó chính là một sản phẩm đưa ra để giúp bảo vệ gia đình khách hàng một cách toàn diện. Thông điệp thứ hai, đó chính là một sản phẩm giúp khách hàng linh hoạt trong việc hoạch định tài chính. Và thông điệp thứ ba, đó chính là một sản phẩm đem lại cho khách hàng, giúp khách hàng có những đầu tư một cách vô cùng hiệu quả. Ba yếu tố chính mà tôi muốn các chị nhớ. Một tràng tay nữa cho Vita Sống Lạc Quan.
Hôm nay không có nhiều thời gian để chia sẻ với anh chị từng chi tiết về sản phẩm. Và chắc chắn chị Trang cùng đội ngũ các anh chị huấn luyện, các anh chị AD sẽ chia sẻ huấn luyện sớm với các anh chị để giúp cho siêu phẩm này được đến với khách hàng một cách nhanh nhất. Vậy thì thưa các anh chị, sản phẩm Vita sống lạc quan, cái thông điệp sản phẩm thứ nhất muốn được chia sẻ với anh chị đó chính là bảo vệ toàn diện. Vậy bảo vệ toàn diện như thế nào? Thưa các anh chị, một cách ngắn gọn chia sẻ với anh chị, đây là một sản phẩm 5 trong 1, và bảo vệ toàn vẹn, trọn vẹn mọi thành viên trong một gia đình. Vậy cụ thể như thế nào? Nói một cách có thể nói các anh chị có thể dễ hiểu, những tư vấn viên đã làm việc với General Barry, ai đó vẫn còn vương vấn đến sản phẩm Vita bảo an toàn diện, thì đây là một sản phẩm gói cả sản phẩm UL cộng với sản phẩm Vita bảo an toàn diện. Có tuyệt vời không các anh chị? À, được anh chị thỏa lòng ước mong bấy lâu nay. Vậy thưa các anh chị, sản phẩm Vita bảo an toàn diện sẽ rất nhanh chia sẻ các anh chị tại sao lại là 5 trong 1. Thưa các anh chị, với sản phẩm Vita sống tự tin thì khách hàng muốn được bảo vệ trước bệnh hiểm nghèo thì các anh chị là lẽ khách hàng mua thêm gì ạ? Mua thêm sản phẩm bổ trợ. Nhưng ở sản phẩm này, sản phẩm bổ trợ này đã được build sẵn ở trong sản phẩm chính. Đó là điều tuyệt vời chúng tôi chia sẻ này. Rất nhanh, 5 trong 1. Đó là gì ạ? Bảo vệ khách hàng toàn diện. Làm sản phẩm đầu tiên khi hỗ trợ tài chính khi mắc bệnh ung thư giai đoạn đầu. Đặc biệt khoản hỗ trợ này lên đến 4 lần và mỗi lần sẽ là 2,5% số tiền bảo hiểm. Và đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên khi sản phẩm đưa ra giúp khách hàng hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ và 3 năm một lần, mỗi lần lên đến tối đa là 3 triệu đồng. Tiếp đến, điều hết sức quan trọng mới được chia sẻ với anh chị, đó là sản phẩm này giúp khách hàng có thể có được một quỹ chăm sóc y tế nội trú, ngoại trú từ 250 triệu đến 1 tỷ đồng. Đây, đây, đây. Và cái thứ tư muốn được chia sẻ với anh chị, đó là bảo hiểm lên đến 111 bệnh hiểm nghèo. Mấy hôm vừa rồi tôi cũng đọc được rất nhiều thông tin trên thị trường, công ty bạn chúng ta đưa ra thị trường siêu phẩm. À, siêu phẩm này có chia sẻ trên Facebook, tôi đọc được một sản phẩm mà bảo vệ quyền lợi lên đến 300% số tiền bảo hiểm, một sản phẩm bảo vệ lên đến 95 bệnh hiểm nghèo. Tôi nói các anh chị rằng chuyện nhỏ, bởi vì sản phẩm của Gen thưa các anh chị 111 bệnh hiểm nghèo. Một tràng tay chúc mừng các anh chị. Và thưa các anh chị, sản phẩm này cung cấp cho khách hàng quyền lợi miễn thu phí bảo hiểm nếu không may mắc bệnh hiểm nghèo. Lại một so sánh nho nhỏ, sản phẩm cũ miễn thu phí bệnh hiểm nghèo này thưa các anh chị là một rider mua thêm, nhưng khách hàng chỉ được bảo vệ đến năm bao nhiêu tuổi ạ? Thưa các anh chị, với sản phẩm này khách hàng sẽ được bảo vệ hiểm nghèo lên đến tận năm 75 tuổi. Chúc mừng tất cả. Có lẽ tôi đây hơi sâu thời gian nhỉ, nhiều cái hay quá nhưng không thể không nói. Thưa các anh chị, quyền lợi bảo vệ toàn diện chưa hết, tôi muốn được chia sẻ các anh chị những quyền lợi vượt trội liên quan đến bệnh hiểm nghèo, một sản phẩm mà rất nhiều người quan tâm, đặc biệt trong thời buổi hiện nay. Đó chính là gì? Rất nhanh thưa các anh chị, lần đầu tiên trong lịch sử, quyền lợi tối đa lên đến 600% số tiền bảo hiểm. Và bây giờ nếu ai nói đến sản phẩm có quyền lợi 300% thì bảo hiểm, chuyện nhỏ. Thưa các anh chị, có đúng là chuyện nhỏ, bởi vì chúng ta đã 600%. Thưa các anh chị, rất nhanh xin được chia sẻ 25% số tiền bảo hiểm dành cho trẻ em không may mắc bệnh hiểm nghèo. Tiếp đến đó là 25% số tiền bảo hiểm với biến chứng bệnh tiểu đường. Đó chính là 25% số tiền bảo hiểm với quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu và tối đa là 2 lần. Và đặc biệt hơn nữa đó là 500% số tiền bảo hiểm với quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau và tối đa lên đến 5 lần. Thực sự bảo vệ trong cạnh. Thưa các anh chị, chưa hết. Bởi vì sao ạ? Quyền lợi này còn thể hiện tối đa nhận đến 9 lần với nhiều nhóm bệnh khác nhau, và đúng là bảo vệ trọn vẹn gia đình khách hàng trước mọi rủi ro bệnh tật. Một tràng tay nữa các anh chị.
tuyệt vời. Và thưa các anh chị, hiển nhiên rồi, liên quan đến những quyền lợi cơ bản, quyền lợi nếu không may khách hàng gặp phải rủi ro dẫn đến tử vong thì quyền lợi tử vong trong trường hợp đó là không do tai nạn thì khách hàng sẽ nhận được 100% số tiền bảo hiểm hoặc giá trị tài khoản tùy theo bên nào cao hơn. Còn nếu trong trường hợp khách hàng không may gặp rủi ro dẫn đến tử vong do tai nạn nhưng với điều kiện đó chính là trước tuổi 75 thì quyền lợi sẽ là quyền lợi bảo hiểm tử vong cộng với 100% số tiền bảo hiểm. Và trong trường hợp này chia sẻ với các anh chị tối đa lên đến 500% số tiền bảo hiểm khi khách hàng tham gia thêm các sản phẩm bổ trợ để bảo vệ trọn vẹn cho mình và gia đình. Có không mà một thanh không vỗ tay vì sao ạ? À thì quá hay các bạn, để cho quá hay càng vỗ tay nữa. Vâng, thưa các anh chị, tôi muốn chia sẻ với anh chị thêm một yếu tố hết sức quan trọng nữa. Cái thông điệp mà tôi có chia sẻ, ba thông điệp hết sức cơ bản. Đầu tiên, bảo vệ trọng vẹn. Và thông điệp liên quan đến linh hoạt trong việc hoạch định. Hiển nhiên rồi, sản phẩm UL, bản chất của sản phẩm này cung cấp cho khách hàng sự linh hoạt. Và sản phẩm này cũng như vậy, giúp cho khách hàng hết sức linh hoạt trong việc hoạch định tài chính. Linh hoạt cái gì? Linh hoạt đầu tiên đó thì là linh hoạt tham gia thêm sản phẩm bổ trợ cho cá nhân mình và những người thân trong gia đình. Linh hoạt thứ hai đó chính là linh hoạt lựa chọn thời hạn bảo hiểm. Tiếp đến nữa là linh hoạt lựa chọn liên quan đến việc tiết kiệm và đầu tư. Khách hàng có thể đóng phí trong một giai đoạn nhất định và sau thời gian đó khách hàng có thể tùy chọn thời hạn đóng phí, đóng ít, đóng nhiều, tăng giảm số tiền bảo hiểm. Và đó chính là yếu tố đặc thù của dòng sản phẩm UL. Và quan trọng hơn nữa, giúp khách hàng linh hoạt trong việc sử dụng giá trị tài khoản đáp ứng cho những nhu cầu tài chính kịp thời và tùy từng giai đoạn trong cuộc sống của khách hàng. Và thưa các anh chị, điều quan trọng thứ ba thông điệp của sản phẩm đó chính là đầu tư hiệu quả, đặc biệt trong thời điểm này khách hàng vô cùng quan tâm. Vậy đó là gì? Thưa các anh chị, sản phẩm này hiển nhiên toàn bộ phí bảo hiểm bao gồm phí của sản phẩm chính, phí của sản phẩm bổ trợ đều được ngay lập tức đưa vào tài khoản đầu tư sinh lời đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Tiếp đến nữa, đó chính là sản phẩm cung cấp cho khách hàng quyền lợi tiền mặt định kỳ. Và quyền lợi này, tôi vẫn nói rằng có thể giúp khách hàng có những khoản tiền để thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho mình. Thứ hai, đó chính là khoản hưởng duy trì hợp đồng mỗi 3 năm và quyền lợi này lên đến 10% tổng tiền lãi tích lũy. Và cái hiệu quả thứ ba sẽ được chia sẻ với anh chị, đó chính là lãi suất công bố hấp dẫn và lãi suất gần đây nhất được công bố lên đến 6%. Và cái thứ tư muốn được chia sẻ với anh chị đó là khi kết thúc hợp đồng, khách hàng sẽ nhận lại là 100% giá trị tài khoản đầu tư. Thưa các anh chị, sản phẩm Vita Sống Lạc Quan tôi có vừa chia sẻ với anh chị chắc chắn sẽ cực kỳ hấp dẫn và thực sự là một tiếng vang trên thị trường. Và với chủ đề ngày hôm nay, Let's Roar thực sự tiếp tục là một tiếng ngầm vang generally trên thị trường. Và đây sẽ là công cụ giúp chúng ta tiếp tục tiến lên phía trước và chắc chắn vững bước vinh quang. Xin cảm ơn và chúc mừng tất cả các anh chị.